Sáng ngày 5 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 116. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định số 651 ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Trần Văn Dược, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn An đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố từ ngày 5 tháng 6 năm 2024 và thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 23, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Văn Dược, thay mặt Ban Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Văn Dược sẽ phát huy tốt năng lực sở trường, cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả mọi nhiệm vụ, trong đó cần chú trọng tập hợp, xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố Chí Linh ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại hội nghị lần thứ 116, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc rà soát, lập điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2022-2030, báo cáo đề xuất xử lý vi phạm đất rừng, đồng thời xin ý kiến dự thảo kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện quy định số 132 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 49 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 01 ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 94 ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Dự thảo báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và dự thảo chương trình làm việc tháng 6 năm 2024 của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan. Đối với việc rà soát, lập điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2022-2030, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, kế hoạch sử dụng đất, rà soát lại chỉ tiêu kết hợp với các đầu mục phân bổ theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên báo cáo Ban Thường vụ và Ban Thường trực theo quy định. Đối với những vi phạm trên đất rừng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các vấn đề còn lại, đồng chí Bí thư Thành ủy giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dành thời gian nghiên cứu và góp ý bằng văn bản theo quy định.